Hình ảnh đáng thương này làm tan nát trái tim tôi. Cô gái bị đối xử như rác rưởi, bị trói ở bãi rác. Với chút sức lực còn sót lại, cô đã cố thoát khỏi sợi dây, nhưng không thể. Cô ấy là lớp, chắc bé mười mấy tháng tuổi thôi, nhưng tuổi thơ của bé đã phải chịu nhiều đau khổ. Cơ thể lớp nhỏ bé, đầy bùn, không có thức ăn, nước uống. Cô phải chịu đựng tình cảnh này từ khi nào? Với tình yêu và lòng trắc ẩn, tôi không thể quay lưng lại với lớp. Cô ấy sẽ chết dần trong bãi rác nếu không được giải cứu. Tôi đưa lớp đến phòng khám thú y. Lớp bị nhiễm trùng dạ dày nghiêm trọng do rác và phân mà cô tiêu thụ để cố gắng sống sót. Da cô ấy bị nhiễm trùng và tóc cô ấy rụng rất nhiều. Cô được truyền dịch tĩnh mạch, bổ sung sắt và kháng sinh, và được theo dõi liên tục suốt ngày đêm. Nhìn vào mắt lớp, tôi thấy cô ấy đang cố gắng rất nhiều để sinh tồn. Ngày 8, sức khỏe và tình trạng của lớp đã được cải thiện đáng kể. Cô đã xuất viện và có một gia đình đàng hoàng. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ được yêu thương và chăm sóc như một thú cưng. Có lẽ, kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu và sự vuốt ve. Cuộc sống của cô được tôn trọng và bảo vệ. Và quan trọng nhất là cô có một mái ấm hạnh phúc, ấm áp. Ngày 4-5, lớp đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc óng ả quyến rũ. Lớp hạnh phúc, quên hết quá khứ đau buồn. Cô được yêu thương và chăm sóc bằng cả trái tim. Lớp sẽ lớn lên và trưởng thành trong hạnh phúc. Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.